Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thánh Đờ Đe. Thì các bạn mùa World Cup thì cũng đã cận kề chúng ta rồi. Và hôm nay thì đã đến ngày 20, hôm nay chúng ta sẽ có là trận đầu tiên mở màn World Cup với trận đấu giữa Qatar với Ecuador. Và trong World Cup năm nay thì còn điều gì tuyệt vời hơn khi các bạn có thể dự đoán tỷ số một cách lành mạnh. Dự đoán tỷ số mà không phải là cá độ bóng đá đúng không ạ, mà là dự đoán tỷ số một cách lành mạnh để có thể nhận được những phần thưởng crypto đến từ các nền tảng sàn giao dịch. Và đặc biệt đối với BitGet là một trong nền tảng giao dịch rất là có nhiều chiến dịch iRope dành cho World Cup năm nay. Và một trong những chiến dịch iRope dành cho World Cup năm nay đó là chiến dịch kết quả World Cup chia dự đoán kết quả World Cup để chia sẻ fan token trị giá tối thiểu 100.000 đô và nhận iPhone 4 Pro Max. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái sự kiện này. Đối với sự kiện này, trong suốt thời gian sự kiện thì bên BitGet sẽ chọn là người dùng khối lượng giao dịch lớn nhất trong số những người dùng có 3 dự đoán thi đấu chính xác để nhận một chiếc iPhone 14 Pro Max. Đấy, phần thưởng này chắc là không với tới được với anh em chúng ta rồi. Thế đối với các cái phần thưởng còn lại thì sao? Trong thời gian sự kiện bạn phải gia nhập vào Telegram của BitGet Việt Nam, đăng ký tham gia dự đoán trước mỗi trận đấu World Cup bắt đầu. Đồng thời bạn cần thực hiện giao dịch spot hoặc future trên bất kỳ trên BitGet. Những người dùng có dự đoán chính xác có thể chia sẻ lại các fan token với nhau với giá trị tối thiểu tương đương. Đấy. Tùy thuộc vào khối lượng giao dịch của cá nhân, khối lượng giao dịch của bạn càng nhiều giải thưởng càng lớn và thưởng giới hạn. Những người dùng dự đoán không chính xác cũng sẽ nhận được fan token trị giá tương đương 0,5 đô cho một người nếu là người dùng đăng ký tài khoản trong thời gian thi đấu và thực hiện giao dịch. Đấy. Sự kiện sẽ kéo dài từ ngày 23 từ lúc 23 giờ ngày 18 tháng 11 và kết thúc vào lúc 22 giờ 59 ngày 20 tháng 12. Giờ chúng ta trước tiên là các bạn sẽ cùng mình chúng ta đăng ký sự kiện. Đấy, ở đây có một cái form. Ấn vào đây thì nó ra cái form luôn đúng không ạ? Thì form sự kiện đây anh em này. Thì trước tiên các bạn sẽ join cho mình vào cái kênh Telegram nhé. Đây các bạn sẽ join vào cho mình cái kênh Telegram này. Ok, đây bây giờ nó sẽ có cái là trận đầu tiên. Đó là dự đoán trận khai mạc. Mình dự đoán là Qatar chiến thắng này. Rồi, đến UID này. Còn nếu bước do kênh Telegram nãy do rồi. Giờ điền tên username của kênh Telegram này. Còn ta sẽ nộp cái form này lên. Được chưa? Ấn vào đây để nộp form nhé. Mình chắc cũng không ấn luôn để mình lấy cái form để chia sẻ với anh em đã. Thì sẽ có 9 trận đấu để dự đoán. Đấy, các bạn lưu ý là mỗi trận thì sẽ có một cái form anh em nhé. Được chưa? Thế bây giờ chúng ta cái công việc quan trọng không kém cho chúng ta đó là chúng ta sẽ cần phải có tiền ở trên sàn để chúng ta giao dịch. Thì các bạn hãy cùng với mình chúng ta sẽ tiến hành giao dịch luôn này. Thì các bạn giao dịch con nào cũng được mà, không cứ là anh em phải làm phải giao dịch con nào. Ví dụ các bạn mua BGB cũng được. BGB nó không lệch giá gì nhiều lắm. Đấy. Lệnh market này. Mua BGB này. Tối lượng tối thiểu đặt hàng là 5 đô. Cái này khả năng anh em phải nạp tiền thêm vào sàn để người ta có thể tham gia vào dự đoán mỗi trận. Các bạn mà không có giao dịch ấy, thì sẽ không được dự đoán như vậy đúng không ạ? Đây này, trong bạn phải thực hiện giao dịch spot hoặc future bất kỳ trên sàn. Những người dùng dự đoán chính xác sẽ chia sẻ loại fan token. Đấy, thấy chưa? Nếu là người dùng đăng ký trong khoảng giao thi đấu. Ok. Cũng ngon anh em nhỉ, thắng có tiền mà thua cũng có tiền. Đấy, có vậy thôi. Đấy. Đấy, đây là cái nguyên tắc chia giải để anh em đọc thêm cho mình cái phần này. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với anh em về cái sự kiện này nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn vào tiếp theo.